Ok, trở lại với toàn thể anh em, một con đồng hồ Seiko mặt trắng, tất cả các họa tiết kiềng vàng này, cọc số kim số đều vàng này, dây đờ mi mạ vàng này, núm nút này, quá đẹp luôn, cũng mạ vàng luôn. Anh em xem cho kỹ nha. Đây là con này em chỉ có duy nhất một con săn sale để cho anh em giá tốt nhất, là cái giá của ngày mùng 1 hôm nay, tức là cái giá đầu tháng em sẽ bán giá lộc, giá cực sốc, em đảm bảo bao về giá. Anh em nếu như có nhu cầu đồng hồ cơ automatic hàng xịn sò, một con máy Nhật automatic Seiko 24 chân kính, con này thì quá là châu bò rồi, con này là quá đẳng cấp rồi, bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Con này em bao về giá, con này hôm nay mùng 1 cho nên em bán giá sốc thôi. Anh em có nhu cầu về đồng hồ đeo tay và về dòng cơ automatic xịn sò này thì anh em chủ động kết bạn Zalo 0988 434 435, hoặc alo trực tiếp cho em số đó. Em bảo giá anh em chắc chắn là ngả ngửa luôn, nói chung là sốc luôn, và nghe xong là chỉ có chuyển khoản luôn. Và em này, em nói luôn, con này hôm nay em cũng chỉ nhận chuyển khoản nha anh em nha. Hàng còn hộp nha, đầy đủ anh em nha. Đẹp, long lanh, dây còn chưa cắt vì hàng mới mà anh em nha, chưa cắt, chưa cắt mắt luôn. Size mặt 40, máy cơ automatic, hỗ trợ lưu cót gần 40 tiếng. Đấy, một cái đặc biệt, lộ tim, lộ cơ. Đấy, rồi lại là 4 kim. Kim 24 giờ thể hiện được 4 giờ sáng hay 4 giờ chiều. Kiểu như Sun and Moon ấy, đấy. Size 40 là size quốc dân anh em ạ, cho nên tay ai cũng có thể đeo được. Đấy, anh em xem này. Em cho anh em vào tay cho anh em xem. Tay em cũng tay quốc dân. Đấy. Em lấy nét tí cho nó nét. Đẹp. Đẹp lắm. Em lấy ra cho anh em xem. Con này là quá đẹp luôn. Quay qua để anh em biết giá của ngày mùng 1 hôm nay anh em nha. Sốc sốc luôn. Anh em có nhu cầu một con automatic. À, con này còn đó một đặc điểm nữa là mặt kính sapphire nguyên khối. Sapphire nguyên khối, cho nên chống xước thì tuyệt đối rồi. Sapphire nha anh em nha. Đẹp lắm. Đẹp lắm, đẹp lắm. Rồi xin cảm ơn anh em. Giá siêu sốc, siêu sốc. Chỉ có duy nhất ngày mùng 1 này anh em chuyển khoản là ăn luôn.